Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện nghe kể chuyện ma đêm khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 218 của truyện Phong thủy sư thiên tài thần côn của tác giả Phượng Kim. Các bạn không phải đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của truyện luôn. Và các bạn nhớ là like, share video cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ team truyện nhé. Người xưa nói đúng lắm, con cháu đều có phúc cả. Hạ thược chỉ thờ phụng một đạo lý duy nhất. Đó là có bao nhiêu bản lĩnh ăn điều cơm hay không, từ lai của nhà họ Từ phải để chính bọn họ tự mình đi. Có năng lực không muốn chôn vùi bọn họ. Vậy phải xem kẻ thù có bao nhiêu bản lĩnh, không có năng lực chính là dù lát đường vàng bằng phẳng, họ cũng sẽ tự mình sa ngã. Hạ Thược chưa bao giờ nghĩ đến việc mở đường cho thế hệ sau. Cô đi đến được ngày hôm nay nhờ bằng chính nỗ lực bản thân, thế hệ tiếp theo của nhà họ Từ trời xanh trên đầu phải dựa vào bọn họ mà tranh đoạt thế mới không uổng công kiếp sau đi một chuyến lo lắng của tử ngạn thiệu cũng là chăn trở của rất nhiều ông bố bà mẹ hạ thượng mặc dù không đồng tình nhưng cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của các bậc cha mẹ cô không có tâm tư thảo luận với tử ngạn thiệu về quan niệm giáo dục và tâm lý của cha mẹ tối nay cô hẹn đồng ấy đến đây chỉ với một mục đích đó là để ông và nhà họ tần đàm phán làm cho nhà họ tần phối hợp với nhật bản diễn một màn kịch hay hạ thừa không trực tiếp tới tìm nhà họ tần vì không có thời gian ngoài trừ tần hạ lâm cô không quen ai trong nhà họ tần nên nếu để cô đến nói chuyện rất tốn thời gian người nhà họ tần không quen cô nếu nói cho bọn họ chuyện tối nay thì cũng không tránh khỏi nghi ngờ nhưng từ ngạn thiệu thì khác ông ấy có tri thức có bản lĩnh thân thuộc với nhà họ tần để ông ấy đi đàm phán cô tiết kiệm được không ít thời gian từ ngạn thiệu đương nhiên tình nguyện làm việc này rồi nếu mọi chuyện thành công sẽ không phải lo lắng cho tương lai nhà họ từ trước khi đi từ ngạn thiệu sâu sắc nhìn hạ thượng một cái lúc trước lão gia tử có ý muốn để từ thiên giận sau này tiếp quản nhà họ từ trong lòng ông ấy có chút bất mãn dù sao ông ấy cũng là trưởng bối vậy mà địa vị trong nhà lại không bằng hậu bối đúng là mất mặt quá Hơn nữa tính tình từ thiên giận khiến ông ấy lo lắng Anh không phải là ứng xử khéo léo Không phải là ứng xử thiếu khéo léo Mà là căn bản không biết đối nhân xử thế Tính cách lạnh lùng như vậy Sau khi lão gia tử mất Anh sẽ đắc tội với nhiều người thôi Với tính tình như thế này rước thêm phiền toái cho nhà họ từ chưa đủ Sao có thể gánh vác nhà họ từ Vừa có khủng hoảng được chứ Nhưng hiện tại Từ ngạn thiệu bắt đầu thông suốt lý do từ lão gia tử đào tạo hạ thượng trở thành nữ quản lý việc nhà họ tử. Xét đến ứng xử, dung khí, mưu tính, sự quyết đoán, vợ ông ấy Phương Hoa không thể chống đỡ nổi nhà họ Từ Hạ thượng này tuy là trẻ tuổi đấy, nhưng những việc cô làm, ông ấy đều không có khả năng thực hiện. Chỉ là tính tình từ thiên giận thì... Hây, <laughs> từ ngàn thiệu thở dài, bước ra ngoài, mặc kệ trong lòng lo lắng, chính sự trước mắt mới là quan trọng nhất hạ thược tiến người ra đến cửa từ ngạn thiệu nhìn lái xe rũ mắt quay về phòng từ ngạn thiệu có lẽ không hiểu từ thiên giận quan tâm đến tình cảm gia đình sao lại không thấu hiểu tình người chứ tiếc rằng anh lặng lẽ trả giá vì người thân cuối cùng không để nhỏ từ lợi ích tồn vong một nhà từ ngạn thiệu ngày nào còn không thể hiểu anh cô liền ngày đó không nhận người này là nhà Chẳng qua, cô vẫn còn chuyện phải làm thôi. Hạ thừa vào phòng ngủ, mở cửa phòng ra, gió lạnh thổi tới nhưng cũng không bằng sự lạnh lẽo trong mắt cô. Hành trình của sứ giả Nhật Bản còn hai ngày nữa. Hai ngày, tất cả mọi việc đều phải được giải quyết. Hành trình của sứ giả Nhật Bản ở Bắc Kinh có có hai ngày, bao gồm tiệc chiêu đãi, tham quan, giao lưu. Tất cả hành trình đều theo sắp xếp. Ngoài việc khương hệ hay mỉa mai và công kích ra Mọi chuyện đều bình thường, ổn thỏa Tần hệ trong khoảng thời gian này Không xa đo với khương hệ Việc gì cũng chịu đựng Thậm chí chẳng buồn để ý Đều ngầm cười thầm Hình ảnh của đoàn đến Bắc Kinh chỉ có một tuần Chúng tôi chỉ lo chuyện lễ tiết Còn lại sẽ không để sót thủ đoạn gây dối của mấy người Khương hệ mấy người Lại đả kích Cùng lắm là chó sủa không cắn người Nói như vậy cũng là để Khương Hệ rồi đến bước đường cùng. Mấy thủ đoạn ngày trước chưa dùng, giờ cũng phải lấy ra. Nếu không ngại bẽ mặt, chúng ta chờ xem. Xem đoàn viếng thăm vừa đi, mấy người còn có cái gì thú nhận đây? Nhà họ Khương giống như chưa nghe thấy mấy lời châm chọc này. Khương Sơn cũng cười. Phá đoàn rời đi à? Ôi, chỉ sợ phá đoàn không đi, mấy người sẽ gặp rắc rối. Hai phái đấu nhiều năm như vậy, cô biết rõ thực lực đối phương Tần Hệ ngầm cười lui về, phòng thủ chặt chẽ, lấy bản lĩnh của Khương Hệ, không nên tìm ra thủ đoạn chỉ bằng cách này. Trước mắt, hành trình của sứ giả Nhật Bản chỉ còn hai ngày. Tần Hệ liên quan đến giới viên chức càng phải thêm cẩn thận. Chống đỡ qua hai ngày này, Khương Hệ sẽ không có biện pháp. Người của Khương Hệ cũng không biết suy nghĩ của Khương Sơn lần này. Bọn họ cảm thấy chỉ độ công kích của Tần Hệ mấy ngày nay đều quá thấp. Cũng không biết bên trên nghĩ thế nào Thế này mà tìm ra Đợi sau khi phái đoàn đi rồi Biết mọi chuyện từ một phía mà ra Tần hệ bên kia Không cười chết bọn họ mới lạ Nhà họ Phương gần đây Được nhà họ Khương chú trọng bồi dưỡng thế lực Trong giới quân sự Lúc này mọi người đều nghĩ Nhà họ Phương hẳn là biết được nội tình Đến mấy ngày nay không thiếu người hỏi thăm Nhưng nhà họ Phương kia kín miệng Người trong nhà cũng không lên tiếng Làm người Khương hệ đều cho rằng Nhà họ Phương nắm rõ tình hình bên trong Nhưng với đồng minh lại không chịu tiết lộ Có mấy người cũng thầm bất bình Nhưng chỉ có người nhà họ Phương mới biết Bọn họ với cục diện bên trong cũng không hiểu rõ Sở dĩ tứ chặt chẽ Thoạt nhìn như biết nội tình như vậy Là vì cha của Phương Quân Phương Văn Tường Là người hiếu thắng Lại sắc xảo Sau khi nhà họ Vương sụp đổ Nhiều gia tộc hạng hai muốn thay thế họ Vẫn luôn xảy ra cạnh tranh Nhà họ Khương chọn nhà họ Phương Đương nhiên sẽ có người không phục Lần này không biết người dò xét nhà họ Phương Có biết nội tình hay không Thực ra cũng ý tứ muốn xem Tầm quan trọng của nhà họ Phương trong mắt nhà họ Khương Nếu như có người biết được Nhà họ Phương không rõ nội tình bên trong Sẽ không biết có bao nhiêu kẻ Nảy sinh tham vọng tranh đoạt vị trí này Với nhà họ Phương đây Phương Văn Trường Không thể để những người này biết việc nhà họ Phương Không nắm rõ nội tình Từ lúc ông quyết định tiến lên trên một bước ông sẽ không để chuyện này xảy ra phương văn trường không có ý kiến về việc nhà họ khương giấu giếm nhưng ông không đến hỏi khương sơn ông biết rõ chừng mực dĩ nhiên sẽ không làm cho khương sơn nghĩ rằng hai nhà họ phương thiếu kiên nhẫn nhưng phương quân thì không giữ được bình tĩnh cô ấy lo lắng cho tần Hạn lâm hồng nhan họa thủy hạ thượng bảo ở trên người cô ấy với cô ấy mà nói vẫn không thể thoát khỏi ràng buộc làm cô ấy mấy ngày nay Ăn không ngon mà ngủ không yên Sáng nay Hạ Thược cùng cô ấy trao đổi tin tức Nó là Tần hạn Lâm đi xem tướng mặt Hồng Nhan Họa Thủy vẫn như cũ Chưa được giải trừ Hạ thừa không nói thêm điều gì Nhưng trong lòng phương quân rất bất an Bất an này không phải đến từ hạ thừa Mà là từ trực giác của cô ấy Trước mắt phái đoàn viếng thăm Còn hai ngày nữa phải trở về nước Trong lòng lúc nào cũng như vũ bão vậy Hai ngày này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó Về phần xảy ra chuyện gì Hiển nhiên là muốn cô ấy tìm hiểu Vì thế Phương Quân lì cười nhạo bản thân Cô ấy dường như đã trở thành nội gián của tần hệ Chuyên tâm thám thính tình hình của quân địch Phương Quân thở dài À bác cô ấy mắc nợ tần hạn lâm chứ Quả thực trong lòng cô ấy hiểu rõ Cô ấy bây giờ khác với bản thân hồ đồ khi trước Cô ấy biết được thành quả ngày hôm nay Do chính mình nỗ lực nhưng nếu không phải do bối cảnh gia đình Cô ấy khó có thể nhẹ nhàng có được chức vị quan trọng này Dù tuổi còn trẻ Hành động cô ấy mấy ngày hôm nay Với nhà họ Phương mà nói Bị nghi là phản bội Nhưng cô ấy chỉ muốn tần hạn lâm Thoát kiếp hồng nhan họa thủy Về sau mọi người vẫn là kẻ thù Hai chữ kẻ thù Làm Phương Quân không khỏi tự diễu trong lòng Lại có chút đau khổ Cô ấy không muốn làm kẻ thù với anh Không hiểu sao vận mệnh trêu đùa làm cô ấy năm đó phải phải sai lầm to lớn như vậy Đau khổ thì đau khổ Chuyện nên làm thì vẫn phải làm Hành trình của đoàn viếng thăm tại Bắc Kinh mỗi ngày Đều được bố trí hoàn hảo Mỗi tối đều mở tiệc chiêu đãi Buổi tối nhân lúc đi theo quan chức cấp cao của hai nước Để đảm bảo an toàn cho họ trong bữa tiệc Một thiết bị nghe trộm âm thanh mini Được gắn trên người Khương Sơn Đang cho hỏi khách nước ngoài Phương quân không có chú ý nghe trộm Những vị khách nước ngoài những vị khách ngoại quốc này đều đi cùng vệ sĩ cấp cao Khi đi ngoại giao ở nước khác Cẩn thận hàng đầu vẫn là sự an toàn và việc nghe lén Mặc dù Trung Quốc bố trí người phụ trách an ninh Nhưng chủ yếu vẫn là điều khiển sự kiện Sứ giả Nhật Bản với vấn đề an ninh của bản thân Bọn họ dĩ nhiên luôn tin tưởng người của mình Chỗ ở, quần áo hay đồ vật Đã sử dụng của phái đoàn Luôn được kiểm tra nghiêm ngặt nhiều lần trong ngày Thế bị nghe trộm không giấu được lâu bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức mà phương quân đương nhiên sẽ động thủ trên người khương sơn cô ấy đã động thủ một lần rồi nếu không thì sao có thể biết được nhật bản và khương hệ có liên hệ mà đem tin tức này truyền cho hạ thược đây nhà họ phương là thành viên của khương hệ hơn nữa còn là người mới được yêu thích khương sơn tuy lòng dạ thâm sâu nhưng tương đối tín nhiệm phương quân sự tin tưởng đến từ việc phương quân mới về nước Lần đầu tham gia các vấn đề quân sự trong nước Là một tân binh Lính mới thì luôn không thâm sâu sắc xảo Mấy ngày này Phương quân đều phụ trách an toàn bên cạnh Khương Sơn Việc này không chỉ xuất phát từ sự tín nhiệm với lính mới Mà còn để cho nhà họ Phương thấy Lần sắp xếp này Khương Sơn không nói cho nhà họ Phương Cũng suy xét đến mất mãn của nhà họ Phương Ông tạ bộc lộ sự tín nhiệm với Phương quân Do cô ấy bảo vệ an toàn trong mấy ngày này, cũng là muốn có ý trấn an nhà họ Phương. Nguyên nhân chính là âm mưu thâm sâu của Khương Sơn, ông ta mắc mưu. Vương Quân ra tay rất dễ dàng, cả màn tiệc tối thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng Vương Quân trông thấy sau khi tiệc tối kết thúc, lúc mọi người rời đi, Khương Sơn liếc mắt nhìn sứ giả Nhật Bản, một cái liếc mắt bình thường, sứ giả Nhật Bản sau bữa tiệc đang nói chuyện phiếm với Tần Ngạn Minh khương sơn nhìn thoáng qua ánh mắt thâm trầm coi như chuyện lạ rồi đi ra ngoài đưa lưng về phía tần ngạn minh không nhìn thấy khóe miệng khẽ cong lên ánh mắt phương quân đảo qua trên mặt ba người bọn họ gần trong chốc lát cô ấy muốn đi theo khương sơn ra ngoài ở lại chỗ này cũng vô ích tuy nhiên lúc nãy thoạt nhìn sứ giả nhật bản và tần ngạn minh rõ ràng có chuyện đang nói nhưng đây là nơi công khai tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng ánh mắt khương sơn vừa rồi làm cô ấy có chút để ý. Lúc này, Khương Sơn đi ra đại sảnh, đi vào hành lang dài, bên ngoài sảnh tiệc. Phía sau ông ta, một đám quan chức Khương Hệ đi theo, vừa đi vừa nói chuyện. Một vài người quay đầu nhìn lại sảnh tiệc, thấy hành lang hướng vào trong, giống như tạo thành một đường xanh giới. Quan chức phe phái được phân chia tiếp đại rõ ràng. Người Khương Hệ đi đeo ra, người Tần Hệ lại ở bên trong sảnh tiệc. Bây giờ Tần Ngạn Minh bị sứ giả Nhật Bản nhiệt tình lôi kéo nói chuyện, những người khác vừa chờ Vừa đề phòng mà nhìn phía cửa ra vào sảnh tiệc kia Quan chức Khương Hệ đi phía sau Quay đầu lại Sắc mặt nhục nhã Nhìn ánh mắt của đối phương Quả thực đem bọn họ thành chuyện bé xé ra to Động một tí Bên trên đâm thọc đồn đại như nhau Tuy rằng mấy ngày này Bọn họ đúng là làm như vậy Nhưng bây giờ vẫn còn tiệc trong đại sảnh Bốn phía đàng hoàng Tờ ngạn minh cùng sứ giả Nhật Bản nói chuyện Gần như trước ánh mắt nhìn chăm chú của bao người Quang minh chính đại Bọn họ muốn lấy chuyện này để báo cáo Cấp trên đoán chừng Cũng không thể không để ý tới Ngược lại bọn họ chẳng khác gì mấy đứa trẻ con Đã mách lẻo với giáo viên Khương Sơn đi đằng trước cười khẩy <cười> Tin vịt Không phải lúc này Đèn trên hành lang được điều chỉnh âm thanh Đi qua nơi nguy nga trắng lệ Phía trước lại tụi om Khóe miệng cười khẩy của Khương Sơn chưa hạ xuống Thì liền sững sở Quan chức Khương Hệ sau lưng thì thầm Này Lần này rốt cuộc trong hồ lô bán gì đấy Thuốc á à? Mấy ngày này chúng ta trong sạch Làm người khác nhìn vào chê cười Mấy ngày này tính toán cái gì Chờ phái đoàn đi Chúng ta mới bị cười nhạo rất to Có người liếc mắt như Khương Sơn đi đằng trước Quay mặt hạ giọng xuống thấp hơn Rồi cực lực ho à, <laughs> Đây là việc trọng tâm Tôi lại cảm thấy chắc chắn có sắp đặt có người nghe lời của người này có ý định nọt lập tức liền dầm gì nói bằng giọng không thể thấp hơn anh biết có sắp đặt à nhưng thực ra có một số người biết nhưng không để lộ ra ngoài anh nói phương Shhh. lại có người xịt một tiếng nước về phía sau quả nhiên phương quân đi sau cùng mọi người ngượng ngùng cười làm như vừa rồi không thì thầm cười ha hả mà bắt đầu lái sang chuyện khác phương quân cũng làm như không nghe thấy cô cách xa mọi người từ xa nhìn bóng lưng khương sơn khương sơn vững vàng đi đằng trước vừa rồi đám quan chức ở phía sau bàn luận ông ta vờ như không nghe thấy quan chức lúc nãy lén lút bàn bạc ở phía sau nhìn ông ta không có phản ứng gì thì nhẹ nhõm thở phào phương quân níu mày trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ dáng đi khương sơn trông không ổn lắm ông ta vẫn đang đi tiếp nhưng phương quân đã trải qua huấn luyện có thể nhìn ra tần suất dáng đi của người bình thường Khương Sơn ngẩn người Khi đám quan trước kia bắt đầu thì thầm Bước chân có hơi sững lại Lúc sau liền đi chậm lại Đó là bước đi từ tốn theo nhịp Chậm chậm đều đặn Kỳ lạ hơn nữa nhìn theo bóng lưng Khương Sơn bước đi Nửa thân trên bất động Chỉ có nửa thân dưới hai chân vẫn di chuyển Trong hành lang với ngọn đèn sáng dần Đằng trước tối om Có em khí dài đặc không thể tả nổi Phương quân thân là quân nhân nên rất nhạy cảm Cô ấy cảm giác có gì đấy không đúng lập tức gạt đám người tách ra muốn đến gần Khương Sơn với tư cách vệ sĩ do quân đội phái tới cô ấy đến gần Khương Sơn không ai ngờ nhưng đúng lúc cô ấy đi đến sau lưng Khương Sơn muốn gọi ông ta ánh đèn trước mắt sáng lên rồi tối sầm lại ra khỏi hành lang đã đến cửa có một loạt ô tô đỗ trước cửa xe của nhà họ Khương ngay đằng trước lái xe chờ bên ngoài vừa thấy Khương Sơn thì liền chạy ra đón Lúc đón lái xe cũng sững sờ, không biết có phải do đưa lưng về phía ánh sáng, hai mắt Khương Sơn bình thường trầm trầm. Đêm nay lộ ra vẻ thâm thúy, sâu không thấy đáy giống như màu đen, tưởng chừng nếu nhìn chằm chằm vào, có thể bị hút chặt lấy. Lái xe ngẩn người, nhìn tay theo thói quen mở cửa xe. Khương Sơn không có phản ứng gì đặc biệt, cúi đầu vào trong. Cửa xe đóng lại, Phương Quân ở đằng sau nhíu nhíu mày. Lúc này đây, đám quan chức đi từ phía sau ra, lần lượt lên xe. Một lát sau, Tần Ngạn Minh và sứ giả Nhật Bản ra ngoài, từ người từ biệt lên xe. Nhìn thấy chiếc xe bên ngoài tự động chạy nhanh, Phở Quân biết rằng cô ấy không thể đi cùng. Nhiệm vụ lần này của cô ấy chủ yếu là đảm bảo an toàn cho phái đoàn, địa điểm tổ chức bữa tiệc tối nay ở khách sạn quốc gia. Tiếp đón đoàn viếng thăm phải trở về nghỉ ngơi. Cô ấy đương nhiên là... đương nhiên là không thể tự ý rời khỏi nơi công tác. Nhìn tới Khương Sơn bị cô ấy gắn máy nghe lén Trong lòng liền ổn định lại Nhưng nhớ tới sự bất thường của ông ta lúc nãy Trái tim vừa bình tĩnh lại bị nhấc lên Bởi vì trong lòng không yên Phương quân cả đêm mất tập trung Cũng không để ý an nguy của khách ngoại quốc Từ thiên giận là tổng chỉ đạo Anh ở nước ngoài 10 năm Chính là âm thầm đi thực thi nhiệm vụ Anh trải qua không biết bao lần Bảo vệ an toàn cho chính khách quốc gia Rất biết với các lỗ hổng của phòng thủ an ninh nhiệm vụ này được giao xuống để bảo vệ những nơi khách ngoại quốc đến chỉ cần anh không cho ai vào ngay cả con ruồi cũng không bay vào được chính vì lý do đêm nay phụ cận khách sạn quốc gia có tường đồng vách sắt phương quân mới dám phân tâm cô ấy có nhiệm vụ không thể đi ra ngoài trong xe cô ấy nhận tín hiệu từ máy nghe lén mini cô ấy không dám đi ra nhận tất cả tín hiệu trong khách sạn quốc gia sớm bị theo dõi cô ấy tuyệt đối không thể mở máy nhận tín hiệu cũng may việc tư lợi này cô ấy làm là vì tần hạn lâm nhưng cô ấy cũng có ý nghe theo hạ thượng cô ấy đi tìm từ thiên giận anh chắc chắn sẽ để cô ấy ra ngoài cô ấy đêm nay phải nghe lén cặn kẽ động tĩnh bên kia có cảm giác sẽ xảy ra chuyện rồi phương quân đưa ra quyết định quay người rời khỏi tòa ốc muốn đến chỗ từ thiên giận đang phụ trách bên ngoài nhưng vừa rời khỏi tòa nhà chưa đi được mấy bước cô liền ngẩn người phía trước cách đấy không xa một người chậm rãi đi tới Người đó bước chân đi kỳ dị Đêm hôm khuya khoát Chỉ thấy hai cái chân di chuyển Nửa trên thân không nhúc nhích Ánh đèn bên ngoài tòa nhà sáng sủa Người đó đi từ đón ánh sáng Tại khúc rẽ chậm chạp quay người lại Hướng một con đường khác bên trên đi đến Phương quân thấy rõ Khi người đó quay người lại Khương Sơn à Ông ta, ông ta không phải đã trở về à Phương quân kinh ngạc Nhưng cô ấy phản ứng rất nhanh Chỉ chốc lát liền quay người muốn đi qua dưới ánh đèn, một bóng đen lướt qua. Nếu như không phải lúc này tình cờ quay người, Phương Quân cũng sẽ không phát hiện bóng đen này. Vì điều này khi cối đột ngột xoay người, tóc đã bị bùng lên, tay sợ đến hông, khẩu súng lạnh lẽo, lập tức nằm trong lòng bàn tay. Cả người cô ấy bỗng nhiên run rẩy Cô ấy run rẩy động tác rút súng cứng đờ, mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông sau lưng. Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt lạnh lẽo anh Tuấn của người đàn ông lại không chiếu vào mắt anh ánh đèn lướt qua lông mày anh ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt thâm sâu của anh lạnh lẽo hơn khẩu súng trong tay phương quân không rút súng nhìn thẳng mặt người đàn ông từ từ sĩ quan anh không ở bên ngoài tòa nhà ư từ lúc nào để phía sau cô ấy thế này nghe lén từ thiên giận ném hai chữ lạnh nhạt ngắn gọn liền quay người đi về hướng bãi đỗ xe mục tiêu đúng là xe của phương quân giống như anh đã sớm biết cô ấy để máy nhận tín hiệu trong xe Phương quân khẽ giật mình Lúc này cô bừng tỉnh Trong tiềm thức liếc nhìn con đường nơi Khương Sơn đang rời đi Giờ phút này không nhìn thấy Khương Sơn Nhưng nhìn hướng ông ta đi Hẳn là nơi ở của khách ngoại quốc Phương quân nôn nóng Cô ấy hiện tại muốn biết rõ Trên người Khương Sơn xảy ra chuyện gì Nhưng không nên làm trái lệnh từ thiên dận Cô ấy sốt ruột tiến lên kéo từ thiên dận Này, sĩ quan tử Đầu ngón tay chưa chạm đến ống tay áo tử thiên giận Một sức lực kê gớm khiến ngón tay tê dần sự tê dại này, gần ngón tay rồi cả cánh tay đều tê. Phương quân ngửa người ra sau, cả người bỗng nhiên bị lật tung lên mặt đất. cô ấy ngồi dưới đất. gió đêm tháng 2 ở thủ đô lạnh như dao cắt, mà đất lạnh như băng, nhưng cũng không lạnh bằng lòng cô ấy. phía trước từ thiên giận quay đầu, khuôn mặt dưới ngọn đèn lạnh lùng, nghiêm nghị như đao khắc. gió lạnh xuyên qua vai áo khoác quân đội bên ngoài, ống tay áo phần phật tung bay. người đàn ông đứng trong đêm rõ lạnh, hơi thở còn lạnh hơn. Phương quân ngồi dưới đất động đậy không được Sướng sờ nhìn từ thiên giận Cô ấy tưởng mình với từ thiên giận Cũng tính là quen thuộc Thời niên thiếu cô ấy với tần hạn lâm có tình cảm với nhau Hàng năm đều gặp từ thiên giận hai ba lần Khi còn trẻ anh như con sói cô độc Ngay cả khi ở trước mặt tần hạn lâm Trình độ kiệm lời vững vàng Cô khiến người khác không nói nên lời Một ngày tuyệt đối không quá 10 từ Sau đó cô ấy ra nước ngoài 10 năm sau trở về liền trở thành đồng nghiệp của từ thiên giận lúc biết anh là tổng chỉ huy bảo vệ phái đoàn nước ngoài đến viếng thăm, bỗng thấy đau đầu, lo lắng không biết người đàn ông một ngày không nói quá mười từ như thế nào mà chỉ đạo cấp dưới đây. như việc sau đó khiến cô ấy ngạc nhiên, từ thiên giận trong công việc không kiệm lời hơn vàng, anh sẽ giải thích rõ ràng từng việc. hơn nữa trong năm năm nhậm chức, y khi thấy anh về nước mà ở trong quân khu, còn không lây nhiễm cách nói chuyện và tác phong quan chức trong quân đội. từ bố mệnh lệnh thì ngắn gọn tuyệt đối, trực tiếp, vừa nghe đã hiểu. Dù vậy người đàn ông này Mấy năm gần đây chẳng mấy chốc khi nhìn thấy Lại có thêm nhân khí Phương Quân mấy ngày hôm trước Âm thầm cười khổ Mười năm rồi Chính bản thân cô ấy cũng thay đổi rất nhiều Chẳng nhẽ người khác không thay đổi à Như đêm nay cô mới biết Cô ấy sai rồi Trước kia mới vào quân đội Anh là con sói cô độc Hiện giờ trên vai anh khoác lên mình quân hàm thiếu tướng Trên vai áo khoác đẫm xương lạnh Giữa ánh đèn chẳng khác nào lang vương Anh nhìn cô ấy Nhìn trong ánh mắt thâm sâu không thấy đáy Không có cô ấy Chỉ là một nắm không khí Một vật đã chết ngay tức khắc biến thành một nắm không khí Ánh mắt không phải giả Phở quần lăn lộn bên ngoài nhiều năm Cũng trải qua nhiều nhiệm vụ sinh tử Biết rõ cảm giác nguy hiểm chết người này Trái tim cô quạn thắt Đáy lòng lập tức phát ra sự phẫn nộ Người đàn ông này Phải làm tới vậy ư Cô ấy chỉ là nhất thời nóng vội Muốn kéo anh lại một chút thôi sao Cô ấy đối với anh không có tâm tư gì Mấy ngày nay bố trí nhiệm vụ Lúc cùng đồng đội ở một chỗ Sai không kiêng kỵ Cho phép có người tiếp cận Sự tức giận còn chưa phản ứng trên mặt Phương quân liền ngẩn người Cô ấy lờ mờ nhớ tới Hình như có nghe nữ đặc công tham gia nhiệm vụ lần này nói qua Từ thiên giận không thích có phụ nữ gần mình Nghe nói lúc ở quân khu Có đứa quân nhân muốn tiếp cận anh Còn chưa đến gần ba thước Đã bị anh trừng mắt đông cứng thành cặn bã Mấy ngày nay, tâm tư phương quân đều đặt ở nạn hồng nhan họa thủy của Tần Hạn Lâm. Mắt thỉnh thoảng chăm chú như không sơn cùng sứ giả Nhật Bản. Đối với mấy chuyện thị phi sau lưng, cô ấy quên đi. Đúng là nghe không lọt tai. Hơn nữa, cô và Từ Thiên Dận phân công công việc rõ ràng. Bình thường chấp hành nhiệm vụ, có chạm mặt cũng chỉ là đứng nhìn từ xa, ít khi ở cùng một chỗ, cũng không để ý. Lúc này hồi tưởng lại, không khỏi ngẩn người, lập tức phẫn nộ tan đi. Phương Quân giật giật khoái miệng, mặt mày kỳ lạ, ánh mắt phức tạp. Số mệnh của hạ thượng đúng là tốt thật đấy. Nghe lén, Từ Thiên Dận lạnh lùng bỏ lại hai chữ này, rồi xoay người đi tới xe của Phương Quân. Phương Quân quay đầu, nhìn hướng đi của Khương Sơn. Nghĩ đang lúc rảnh rỗi, chắc hẳn mọi người đã vào tòa nhà. Trong ngoài tòa nhà đều có nhân viên an ninh, hiện tại không có động tĩnh. Có thể nói, Từ Thiên Dận cố ý thả người đi vào à? mọi người đã vào rồi có đi xem xét cũng vô nghĩa chi bằng vào trong xe nghe ngóng một chút tình hình xem bên trong xảy ra chuyện gì vậy nghĩ thế phượng quân vội vàng đứng dậy lúc đứng lên hai chân còn nhũn ra cô ấy vẫn bất chấp khẩn trương lên xe phượng quân lên xe đã nghĩ ra đem xe đi ra ra bên ngoài thu tín hiệu không nghĩ tới từ thiên giận căn bản không quan tâm đây là xe cho quân đội bên trong trang bị đầy đủ có thể dùng làm bộ chỉ huy nhỏ tạm thời trong thời chiến, chứ không chỉ làm gây nhiễu, che chắn các loại tín hiệu. Nhưng khi thấy tử thiên giận hạ thủ chính xác như vậy, phương quân há hốc miệng, qua hồi lâu vẫn chưa khép miệng lại. Đúng là quá liều lĩnh mà. Mặc dù tử thiên giận là tổng chỉ huy nhiệm vụ lần này, nhưng vì anh là tổng chỉ huy, trong khách sạn quốc gia bỗng xuất hiện tín hiệu lạ và nguồn sóng nhiễu. Ngộ nhỡ chuyện này bị lộ ra rồi, bị truy xét. Tổng chỉ huy lật từ thiên giận Là người đầu tiên bị điều tra chất vấn Sai nghĩ dám Kể cả đêm nay Anh để Khương Sơn một mạch Đi vào nơi ở của khách nước ngoài Nếu như bị bại lộ Anh có thể biết hậu quả thế nào không Mười năm nay Anh vì quốc gia Mà vào sinh ra tử lập nhiều chiến công Cũng sẽ không bù đắp nổi chuyện này Làm không tốt Còn có thể bị gán tội gây rối Có ý đồ phản quốc không chỉ mình anh, ngay cả nhà họ Từ cũng đều kết thúc. Vừa quần có chút lơ đánh nhìn Từ Thiên giận, trong lòng ngăn muốn cản, nhưng rồi lại bị giáo huấn, một chút cũng không dám đụng vào anh. Nhìn Từ Thiên giận bật hết các thiết bị thu phát trong xe không bật đèn, ánh đèn sáng sủa ở phía xa chiếu vào trong xe, so với ánh mắt cô độc lạnh lẽo của người đàn ông, thao tác của anh lặng lẽ, không nói lời nào, ánh mắt nghiêm túc làm việc bây giờ trong xe trầm mặc tĩnh lặng trong lòng phương quân hồi hộp từ thiên giận bộ dáng thế này giống như đang làm một việc hết sức bình thường một chút căng thẳng không có có lẽ đây không phải sự liều lĩnh mà là sự kiêu ngạo cũng không phải kiêu ngạo ư đây là khách sạn quốc gia không phải dân sau của nhà từ thiên giận một nhân vật lớn như khương sơn từ bên ngoài vào lại đến chỗ ở của khách nước ngoài trên đường đi làm sao có thể không bị phát hiện đây Việc này rõ ràng được lên kế hoạch trước Anh dám đem binh lính dưới quyền ra Làm những chuyện này Anh thực sự cho rằng Việc này không bị lộ ra ngoài à Hoặc cho dù có người đồn thổi Cũng không có ai phản bội anh ư Trong lòng bất ổn Sao mặt phương quân trở nên kỳ dị Ánh mắt phức tạp Đây hẳn là những gì hạ thược nói ngày đó Muốn cô ấy theo dõi động tĩnh của Khương Hệ Cho nên từ thiên giận mới mạo hiểm như vậy ư Số mệnh hạ thược đúng là thật tốt mà nhưng lập tức cô ấy chưa có tâm trạng đau xót hay ngưỡng mộ từ thiên giận bắt đầu thu tín hiệu trong xe bắt đầu chuyển đến âm thanh nghe âm sắc này sắc mặt phương quân thay đổi sắc mặt cô ấy phút chốc tái xanh từ trắng sang xanh lại từ xanh sang trắng trắng như tờ giấy ánh mắt cứ lờ mờ lờ mờ điên rồi điên rồi khương sơn chính là điên rồi ông ta sao có thể nói với sứ giả nhật bản mấy lời này sao lại dám nói mấy lời này Quyền lợi này ông ta dùng thân phận quan chức hiện tại dám hứa hẹn à? Điên rồi, điên rồi. Phương quân trong miệng chỉ có những lời này, vừa kinh hãi vừa lẩm bẩm, bỗng quay đầu nhìn Từ Thiên Dận. Vừa rồi cô ấy lo lắng việc Từ Thiên Dận để Khương Sơn đi vào chỗ ở của khách nước ngoài, vì người khác nắm được nhược điểm nghi ngờ ấy gây rối, có ý đồ phản quốc. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, người có ý đồ phản quốc đã thay đổi. Sắc mặt Phương Quân biến đổi liên tục, cô ấy biết rõ việc này rất lợi hại, từ xưa đến nay, bất kể thời đại nào, người có địa vị cao thường kiêng kỵ những người theo dõi vị trí kia của họ. Dù là hiện tại, 10 năm lại đổi người, lúc nắm quyền, cấp trên hy vọng những người phía dưới sẽ thành thật, cho dù biết rõ nhiệm kỳ mới sắp tới. Bên dưới càng đầu đá kịch liệt, không thể giữ vị trí nếu không có mưu kế chính trị tại vị trí cao đó, cùng ông ta đàm phán lợi ích quốc gia, gọi là hai quốc gia hợp tác cùng phát triển. Không có cái vị trí cao kia, cùng đàm phán lợi ích với quốc gia khác gọi là phản quốc. Phản quốc? Trong lòng phương quân vẫn đang nổi dậy. Trên đầu như có con dao treo lơ lửng. Cái dao này không phải treo ở trên đầu cô ấy, mà treo ở đỉnh đầu Khương Hệ. Những năm qua, hai phái đấu đá kịch liệt, chẳng qua chính trị cũng như đánh cờ. Có thể đêm nay tất cả bản chất thay đổi. Cuộc đối thoại nếu để người của Bộ An ninh Quốc gia biết, nhà họ Khương có lẽ là vĩnh viễn điêu đứng. Mấy ngày nay Phương quân âm thầm hỗ trợ Vốn là lợi ích cá nhân Không muốn tần hãn lâm gặp chuyện Nhưng không có nghĩa Cô hy vọng nhỏ Khương gặp chuyện không may Nhỏ Khương xảy ra sự cố Khương Hệ phải làm sao đây Dĩ nhiên không phải nói quan chức Khương Hệ Là nhân viên tư nhân của nhà nhỏ Khương Nhà Nhỏ Khương sụp đổ Quan chức hai bên đều gặp xui xẻo Cái gọi là Khương Hệ Tần Hệ Chẳng qua chỉ là tên gọi cho chức quan đứng đầu ở hai dòng họ Nói trắng ra, một ngày nào đó, nhà Khương Hệ hoặc là nhà họ Tần xa sút tự nhiên có người kế vị địa vị cấp cao, sẽ có Lý Hệ, Triệu Hệ, Chu Hệ. Những cuộc tranh đấu phe phái này cũng như thay đổi triều đại, thời đại biến đổi không có gì ngạc nhiên. Nhưng hiện tại không được, hiện tại tội danh không đúng, thời cơ cũng không đúng. Tội danh không đúng vì nếu nhà họ Khương sụp đổ, vì tội tham ô nhận hối lộ hoặc giống như nhà họ Vương lúc trước, thì sẽ có như vậy quan trọng hơn giới quan chức trong dòng họ lật đổ cho dù nguyên nhân gì chắc chắn sẽ có chút thời gian mà trong khoảng thời gian này người dưới biết rõ bên trên bị sụp đổ nên chuẩn bị sẵn sàng nhỏ khương thì ngược lại trước vị trống hoặc là do cấp trên bổ nhiệm hoặc là bên dưới tranh thủ hành động tóm lại luôn có người thế chỗ phe phái đổi người cầm đầu nhưng cả tập đoàn sẽ không thất bại mặc dù lợi ích của hầu hết mọi người bị tổn hại nhưng cũng trong thời gian ngắn, nhà họ Khương có thể vì tội danh phản quốc và sụp đổ. Trong chớp mắt, liền tan nát. Người bên dưới cơ bản không có đủ thời gian chuẩn bị. Mà sau khi nhà họ Khương lật đổ, những khoảng trống này, không phải ai tranh thủ chơi cờ cũng có thể lấp đầy. Việc bổ nhiệm phải được đặt lên hàng đầu. Vì để cân bằng phe phái chính trị, vị trí trống tất nhiên không dùng người của tần hệ. Có lẽ tiến cử quan chức trung lập hoặc vẫn dùng đội ngũ cũ của Khương Hệ như nhà họ Khương mang tội phản quốc Đội ngũ Khương hệ muốn lấp đầy ghế trống Chắc chắn khó được tín nhiệm Đến lúc đó vòng xét duyệt đương nhiên không thể thiếu Đây gọi là đúng thời cơ Bây giờ đang trong nhiệm kỳ mới Hai phe phái đối đầu bất phân thắng bại Trong thời điểm quan trọng Người Khương hệ bị thẩm tra trên diện rộng Đội ngũ tần hệ Sao có thể không nắm lấy cơ hội tốt đây Bình thường trong giới quan chức Mấy ai khi bị điều tra Mà vẫn trong sạch đâu chỉ cần Tần Hệ can thiệp vào cuộc điều tra Đến lúc đó người Khương Hệ chắc chắn thay nhau thất thế Đây là thời khắc trọng điểm Quyết định thắng thua Chưa kể đến số người thất thế Đây chính xác là muốn nhanh chóng thay đổi vị trí của một số người Cuộc đấu này còn cần tranh đoạt Không những không có những cuộc tranh đoạt Có lẽ sẽ còn ảnh hưởng đến những lần tranh đoạt tiếp theo Có thể suy đoán đội ngũ của Khương Hệ lần này Phải gặp một cuộc thanh trừng lớn Chắc chắn thiệt hại nặng nề Lần tổn thất này cũng không phải như trước Khi hai phái tranh đấu Chỉ hy sinh một vài người Lần này bị thẩm tra số lượng lớn Lợi ích toàn bộ tập đoàn Khương Hệ Bị thiệt hại nghiêm trọng Chỉ sợ không thể vận hành trở lại trong 7-8 năm nữa Đến lúc đó Thời điểm quan trọng tiếp theo đã đến Khương Hệ còn chưa khôi phục lại Liệu có thể tranh giành địa vị Không thể đâu Hai mắt phương quân đam đăm Nghĩ đến đây sống lưng có chút lạnh lẽo Dần dần đổ một tầng mồ hôi mỏng Ai? Đây là vết tích của ai đây? Thật tàn nhẫn, thật là quá tàn nhẫn. Bảy mưu tính kế Khương Sơn lật đổ nhà họ Khương, hãm hại Khương Hệ, định đoạt 10 năm sau, nhân tiện tính kế cho 10 năm tiếp theo. 20 năm, xây dựng đất nước đã bao nhiêu năm? rốt cuộc là ai đây? Phương quân kinh ngạc nhìn chằm chằm từ thiên giận. Không, không phải từ thiên giận. Mặc dù cô ấy và từ thiên giận không thân quen, nhưng bản thân là đặc công, Thanh danh của anh trong ngành này thực sự vẻ vang. Những thắng lợi của anh trở thành huyền thoại khiến người khác phải kinh sợ. Mười năm trôi qua, anh trở về nước. Anh có vẻ chán ghét khoảng thời gian chiến đấu trước kia, một có cuộc sống của người bình thường. Về nước năm năm, anh ở trong quân đội. Mặc dù quân hàm cao, nhưng anh sống trong quân khu thanh tỉnh ba năm, bình ổn với chức vụ và quyền lực của mình. Đến tận hai năm nay mới bắt đầu nắm quyền lực. Anh xem ra cũng không phải người đàn ông có quyền lực. Nếu không với công trạng của anh Quân hàm chỉ là thứ không quan trọng Trước tiên anh cần phải có địa vị quyền lực Dĩ nhiên Phương Quân cũng biết Thanh tỉnh là nơi nào Đó là nơi thành lập tập đoàn Hoa Hạ Cũng là chỗ ở Hạ Thược học trung học Cối về nước không lâu Nhưng nghe nhiều lời đồn đại Về thiếu tướng lạnh lùng trẻ nhất của nước Cộng Hòa Mọi người luôn thích nghe chuyện tình cảm Của con người sắt đá Bởi vì sự lạnh lùng của từ thiên giận Chuyện tình yêu của anh và Hạ Thược Được nhiều người hưởng mộ nhưng chính anh vì người mình yêu Từ bỏ quyền lực địa vị Cùng cô chung sống ổn định Thế mới nói là quyền lực đối với anh không quá lớn Người như vậy Huống chi tranh đấu phe phái Dù cho là thế chiến Nếu không đụng đến anh Có khi anh cũng không buồn nhìn một cái Không phải từ thiên giận về là ai đây Phương quân nhanh chóng nhớ lại Những gì xảy ra tối nay Mắt chậm rãi mở to Không sẽ không phải Không không thể nào chứ Đúng vậy Sở dĩ gần đây cô ấy chui đến nhất cử nhất động của Khương Sơn là vì hạ thừa. Từ thiên giận tối nay động thủ cũng vì hạ thừa. Nhưng tuyệt nhiên không có khả năng đây là phết tích của hạ thừa. Đúng, trong giới kinh doanh, cô quả thật có rất nhiều thành tựu lớn ai cũng thấy rõ. Ai cũng kinh ngạc. À. Nhưng đây là bàn cờ chính trị. Cô không phải người của giới chính trị. Sao ra tay với quan chức đây? Cho dù cô là cháu dâu tương lai nhà họ từ, nhà họ từ đang ở hai giới quân sự chính trị, nhưng từ lão gia tử vẫn luôn trung lập Không cho phép con cháu nhà họ từ Tham gia vào cuộc chiến tranh phe phái Hạ thược tội gì phải làm mất lòng lão gia tử Cô không có lý do để làm vậy Phương quân đương nhiên không biết Hạ thược dù không phải người trong giới chính trị Nhưng có người liên quan đến tiêu dịch Vì để dụ tiêu dịch ra mặt Cô không ngại can thiệp vào một số chuyện Cô không để tâm đến việc lấy một số người ra làm mồi nhử Phương quân nhất thời không nghĩ được ra ai hiện có một số vấn đề quan trọng hơn. Đó là không được để cho cuộc nói chuyện giữa Khương Sơn và sứ giả Nhật Bản lộ ra ngoài. Nhưng ngay khi suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cô liền lộ vẻ sợ hãi, chậm rãi quay đầu lại. Từ thiên giận đang nhìn cô, trong chiếc xe hơi mở mịt, lông mày của người đàn ông giống như kiếm, môi mỏng như đao, hơi thở lạnh lẽo, sắc bén, len lỏi giữa hai đầu lông mày. Đôi mắt đen sâu thẳm, như thể nếu nhìn vào thì sẽ bị mắc kẹt trong đó. Chỉ thấy một mảnh tối tăm lạnh lẽo Tay anh đặt ở máy thu tín hiệu Đường cong cổ tay lộ ra uy lực Thuộc về năng lực mãnh liệt của người đàn ông Nguy hiểm chết người Gần như ngay khi ánh mắt chạm vào mắt người đàn ông Phương quân biết rằng Không thể đoạt được những thứ này từ tay tử thiên giận Nhưng cô ấy không cam tâm Cô ấy chỉ muốn cứu tần hạn lâm Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm mọi chuyện ẩm mỹ như vậy Cô ấy không để ý Khương hệ Nhưng cũng phải chú ý việc trong nhà Nhớ đâu bị điều tra Nhà họ Phương không thể trốn thoát Cho dù Hạ Thược từng nói cô sẽ làm mọi thứ Đến lúc đó cùng trao đổi thông tin với nhà họ Tần Nhà họ Phương Cũng sẽ không bị liên lụy nhiều Nhưng thành thật mà nói Lời hứa của Hạ Thược có thể thực hiện được không Lời nói của cô Nhà họ Tần có nghe hay không Phương Quân giữ lại ý kiến Hơn nữa có có điểm rất quan trọng Chuyện này nếu bị tung ra Cô ấy là người đầu tiên bị điều tra không chỉ cô ấy, ngay cả từ thiên giận Tất cả những người liên quan đến nhiệm vụ bảo an hôm nay Cũng bị điều tra Đoạn game đêm nay được lấy từ đâu Khương Sơn và sứ giả Nhật Bản Bày chuyện này ra ở nơi nào Chẳng nhẽ bên trên không điều tra ra sao Huống hồ nếu điều tra ở nơi này Những người chịu trách nhiệm công tác an toàn Mà kệ cho một người lớn Sống sờ sờ như Khương Sơn đi vào Chính họ phạm tội lơ là nhiệm vụ Phương quân không hiểu từ thiên giận Vì cái gì mạo hiểm như vậy nhưng cô ấy không muốn bất chấp Cô ấy vừa mới về nước Đây là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quan trọng như vậy Cô không muốn làm hỏng tiền đồ sáng lạn của mình Năm đó cô ấy và Tần Hạn Lâm yêu nhau Nhưng vì hai phe phái đối địch nhau Hai người còn trẻ Không đủ khả năng tranh đấu vì tình yêu Nhưng hiện tại bọn họ đạt được thành công Cô ấy cần những thành tựu này Cùng tiền đồ Giờ với những thứ này Cô ấy mới có thể đấu tranh cho tình yêu Cô ấy không muốn quay lại thời điểm đó Cô ấy nhất định không được đánh mất tiền đồ phía trước. Nhìn đến đây, phương quân thở dài, tư thế dịu đi, quay đầu nhìn ra nơi xa, coi như đã buông bỏ. Nhưng cô nhìn phía xe, từ trên xe thấy tử thiên giận thu hồi tầm nhìn, ánh mắt dừng ở thiết bị thu tín hiệu. Phương quân không rời mắt, bộ dáng thoải mái, bỗng nhiên vung tay từ giữa bụng dưới. Chỉ một đường sắc bén, hướng thẳng gáy tử thiên giận. Trong xe không ngừng phát ra tiếng nói từ đầu thu, sau một đường sắc bén vô cùng với âm thanh ồn ào, Phát ra âm thanh kỳ lạ âm thanh ngắn ngủi khó phân biệt mà sắc mặt phương quân thì như tái nhợt cánh tay cô khẽ buông xuống con dao trong tay rơi xuống ghế bên chân toàn bộ lưỡi dao gần như biến mất lúc này cô ấy ngửa đầu gắt gao dựa vào ghế ngồi một ngón tay người đàn ông đặt giữa ngang cổ họng cô chỉ một ngón tay ép vào cổ họng cô phát ra tiếng khụ khụ cô ấy không có nghi ngờ rằng cổ họng bị từ thiên giận bóc lõm xuống trong nháy mắt là có thể mất mạng Phương Quân nhìn chằm chằm Từ Thiên Dận, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thời điểm khi cô động thủ, cô nghĩ trong đầu có thể nắm chắc phần thắng. Dù sao tử Thiên Dận cũng đã rời khỏi cái vòng vây này 5 năm. Trong 5 năm này anh sống an nhàn ở quân khu, cô ấy ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ. Khách quan so sánh, anh là con sói cô độc đã thả lỏng cảnh giác, mà lưỡi dao của cô sắc bén. Nhưng người trong ngành đều sợ hãi không dám phá vỡ cái danh huyền thoại của anh. Nhưng cũng không hẳn là không có người có năng lực phá vỡ nhưng lúc này cô biết mình sai rồi cô vừa động thủ mà trong nháy mắt thậm chí không rõ thao tác của từ thiên giận cô ấy đã mưu tính kỹ càng thời cơ quỹ đào xa tay cô ấy không muốn có ý tổn thương tử thiên giận chỉ là dùng dao uy hiếp điểm trọng yếu của anh khiến anh không dám manh động lập tức tiêu hủy đoạn ghi âm hạ thượng muốn biết chuyện gì cô ấy sẽ nói cho cô chẳng qua không thể để cô nắm được bằng chứng như vậy tần hệ sẽ phải cảnh giác hạ lâm sẽ không sao mà tần hệ cũng không có chứng cứ hai phái vẫn tranh đấu như trước tiền đồ cô ấy cũng không bị ảnh hưởng như vậy là tốt rồi nhưng cô ấy không ngờ chiêu thức thực sự thất bại hơn nữa thất bại như thế nào giờ phút này cô không thể nhớ được đến đây tập truyện hôm nay sẽ được kết thúc chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại